Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm qua và ngày hôm nay, không khí lạnh lại được bổ sung. Dưới tác động của khối không khí lạnh được tăng cường thêm, hôm nay ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã xuất hiện gió mạnh lên tới mức cấp 6. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm nữa, khiến cho hầu khắp các khu vực biển của nước ta đều xuất hiện tình trạng biển động. Đối với khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa là nơi không khí lạnh tác động mạnh. Cường độ gió đông bắc trên khu vực này trong đêm nay, ngày mai cũng như khoảng từ 3 đến 4 ngày tới sẽ mạnh lên tới mức cấp 7. Riêng khu vực phía đông bắc của vùng biển phía bắc của Biển Đông còn có lúc gió mạnh lên tới mức cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Còn ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cũng mạnh lên tới mức cấp 6. Thậm chí ở khu vực giữa Biển Đông còn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ngoài ra, những cơn mưa dông về chiều và tối tiếp tục xảy ra, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy cũng như gió giật mạnh. Dự báo tình trạng thời tiết biển xấu trên hầu khắp các khu vực của Biển Đông sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới, vì thế sẽ gây khá nhiều khó khăn cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, không khí lạnh tăng cường mạnh khiến cho khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, cấp 7, giật tới mức cấp 8. Với mức gió mạnh như vậy lại kéo dài thì sóng biển trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên từ 3 đến 4 mét, gây sóng cao, biển động mạnh. Điều này sẽ gây không nhỏ đến việc ra khơi bám biển, lưu thông hàng hải của bà con ngư dân gặp khó khăn. Không chỉ tại vịnh Bắc Bộ mà ở các vùng biển miền Trung dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, cường độ gió đông bắc cũng mạnh lên tới mức cấp 6, có lúc còn đạt tới cấp 7 và giật tới cấp 8. Sóng biển ở khu vực này trong đêm nay và ngày mai cũng sẽ cao từ 2,75 đến 3,75 mét, khiến cho biển động mạnh. Và dự báo tình trạng biển động ở vùng biển miền Trung cũng như trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Với vùng biển phía đông của Nam Bộ là khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, cường độ gió đông bắc tại đây ở mức cấp 6, cấp 7. Sóng biển ở đây thậm chí còn cao hơn cả các vùng biển miền Trung, ở ngưỡng từ 3 đến 4 mét khiến cho biển động mạnh. Tàu thuyền trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển và đi lại. Chuyển sang khu vực biển phía tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai. Ở đây, gió đông bắc cũng có xu hướng tăng cường độ lên mức cấp 4. Về chiều và tối ở khu vực này lại có mưa dông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km, nên việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường và đi lại trên tuyến hải trình này ít nhiều cũng bị tác động. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.